chiều ngày 28 tháng 8, thành phố Uông Bí tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Đại tá Lê Đình Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng ban tổ chức diễn tập tỉnh, Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Uông Bí năm 2019 được tổ chức trong 2 ngày 27 và 28 tháng 8 đã diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Cuộc diễn tập tiến hành qua 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Các nội dung gồm vận hành cơ chế, thực binh xử lý tình huống A2, đánh bắt đối tượng, giải cứu con tin, xử lý bom mìn và cứu nạn cứu hộ, chữa cháy. Lực lượng vũ trang thành phố thực hành tiến công đánh địch tạm dừng. Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế mạc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, ban chỉ huy quân sự, công an thành phố trong công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ. Đồng chí lưu ý sau diễn tập, các cơ quan ban ngành đoàn thể của thành phố phải tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương có chất lượng, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu các ban ngành đơn vị tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch, phương án tác chiến theo chức năng nhiệm vụ, sát với tình hình thực tế, đồng thời đề xuất kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình tổ chức diễn tập, xây dựng khu vực phòng thủ. Tại lễ bế mạc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã khen thưởng 11 tập thể, 25 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong cuộc diễn tập.